Chào quý vị và các đồng chí, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, một văn kiện mang tính cương lĩnh, có giá trị lịch sử và tràn đầy sức sống thực tiễn của chủ nghĩa Mác, một tác phẩm lý luận bất hủ do các Mác và Engels soạn thảo theo sự ủy nhiệm của Liên đoàn những người Cộng sản, một tổ chức công nhân quốc tế, đã được xuất bản lần đầu tiên tại London, thủ đô nước Anh và được công bố vào ngày 24 tháng 2 năm 1848. Từ đó đến nay, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn luôn tồn tại với tư cách một tác phẩm lý luận đỉnh cao và có vị trí đặc biệt quan trọng, vị trí mà không một tác phẩm nào có thể thay thế được trong sự nghiệp sáng tạo của các Marx và Engels và trong cả kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Thế nhưng thời gian qua, đặc biệt là khi những người Cộng sản và giai cấp vô sản đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 170 năm ngày ra đời của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, 24 tháng 2 năm 1848, 24 tháng 2 năm 2018, thì những tiếng nói lạc lõng, những nhận định mơ hồ, chủ quan, thiếu căn cứ về tác phẩm này lại được những kẻ tự xưng là học giả, nhà nghiên cứu nói ra giả với nhiều hình thức tinh vi, xảo trá. Vậy họ là ai? Họ xuyên tạc, phủ nhận, rồi hạ thấp giá trị tư tưởng của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là vì không hiểu hay còn vì một lý do nào khác? Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, và Đại tá Thạc sĩ Cấn Ngọc Luân, Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Khoa Lý luận Mác-Lênin, Học viện Quốc phòng. Xin cảm ơn hai vị khách mời, và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị cùng các đồng chí chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do các Marx và Engels soạn thảo được xuất bản và công bố trước toàn thế giới ngày 24 tháng 2 năm 1848 tại London đã gây một tiếng vang đặc biệt lớn trong xã hội thời đó. 170 năm đã trôi qua, kể từ khi tác phẩm ra đời đến nay đã có nhiều biến cố lịch sử diễn ra trên thế giới. Nhưng giá trị của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn không thay đổi. Đánh giá về tác phẩm này, Vladimir Ilyich Lenin từng viết: cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng cả bộ sách. Tinh thần của nó đến bây giờ vẫn còn cổ vũ và thúc đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh. Thực tiễn lịch sử chứng minh, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đã thực sự trở thành cương lĩnh chính trị và kim chỉ nam cho hành động của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người thoát khỏi mọi áp bức bóc lột, xây dựng một xã hội mới, xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Việc hoàn thành và công bố tác phẩm không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà được xuất phát từ những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội đã chín muồi, kết tinh của tinh hoa trí tuệ nhân loại và công sức lao động sáng tạo bền bỉ của các Marx và Engels. Rõ ràng là clip trên đã cho chúng ta thấy rõ một phần nào những cái tầm vóc hết sức to lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tuyên ngôn Đảng Cộng sản đối với những người Cộng sản và giai cấp công nhân trên thế giới. Là một nhà nghiên cứu thì Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, đồng chí có thể cho biết rõ hơn về giá trị cốt lõi của tác phẩm này không ạ? Theo tôi có thể khái quát qua mấy điểm sau đây. Thứ nhất, lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại, Marx và Engels đã xây dựng nên một học thuyết khoa học và cách mạng khẳng định thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản và phương pháp luận duy vật biện chứng triệt để. Duy vật biện chứng trong tự nhiên, duy vật biện chứng trong xã hội và duy vật biện chứng trong tư duy. Điểm thứ hai, Marx, Engels tuyên bố Cộng sản một cách đanh thép trước toàn thế giới về cái sự tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản với tư cách là một chế độ áp bức bóc lột bất công, và khẳng định tính tất yếu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, khẳng định rõ vai trò và sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp vô sản với tư cách là một giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản. Cái điểm thứ ba, trong lĩnh vực xã hội và lịch sử, Marx và Engels đã vạch ra quy luật vận động phát triển, công khẳng định rằng động lực phát triển của lịch sử xã hội loài người chính là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã hội qua giai cấp đối kháng. Cái điểm thứ tư, Marx Engels khẳng định mục tiêu, con đường, lực lượng, phương thức, nội dung, hình thức, biện pháp và các điều kiện cụ thể để giai cấp vô sản thế giới thực hiện sứ mệnh lịch sử vĩ đại của mình. Vì cái điều ấy
mà Lenin nhận xét rằng cuốn sách Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tuy mỏng nhưng có giá trị như một bộ sách lớn, và nó là một tuyệt tác trong kho tàng lý luận vĩ đại của Marx, và nó là một trong những cuốn sách gối đầu giường của những người công nhân có tri thức. Và một cuốn sách tuy là mỏng nhưng mà được coi như một tuyệt tác và một cuốn sách gối đầu giường của giai cấp công nhân, đúng không ạ? Và giá trị cốt lõi đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng như thế nào vào việc xây dựng một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân Việt Nam, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam? Thưa đại tá Cấn Ngọc Luân. Nhận thức và quán triệt cái tư tưởng của Marx và Engels thì trong cái quá trình chuẩn bị cách mạng Việt Nam thì đồng chí Nguyễn Ái Quốc và sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công chuẩn bị để thành lập ở Việt Nam một chính đảng của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Và cái sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là ở chỗ người đã vận dụng sáng tạo cái quy luật hình thành đảng kiểu mới của giai cấp công nhân vào điều kiện thực tiễn ở Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu. Ở Việt Nam thì ngoài hai yếu tố là phong trào cộng sản và phong trào công nhân thì Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ sung một cái yếu tố thứ ba, đó là phong trào yếu nước. Đó là một trong ba yếu tố cấu thành cái quá trình hình thành Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay thì giá trị đó đã được đảng ta vận dụng như thế nào, thưa đồng chí? Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định rằng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì cách mạng Việt Nam liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và sự lãnh đạo của Đảng vẫn là cái nhân tố duy nhất mà quyết định cái sự thắng lợi của cái công cuộc đổi mới hiện nay. Còn ý kiến của Thiếu tướng Hoàng Dương về vấn đề này như thế nào? Tôi nhất trí cao với ý kiến của Thạc sĩ Cấn Ngọc Luân. Nhưng mà cũng phải nói thêm thế này, Đảng ta suốt quá trình lãnh đạo cách mạng luôn luôn khẳng định chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là trong suốt 30 năm đổi mới, Đảng chủ trương xây dựng chỉnh đốn Đảng từ Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 cho đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Xuyên suốt Đảng ta đều đặt vấn đề lên trên hết hàng đầu là phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Và trong đó đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ tuyên ngôn của Đảng Cộng sản cho đến đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những cái chỉ dẫn của Bác Hồ ngày nay luôn luôn là một cái phương châm chỉ đạo mang tính đồng bộ và toàn diện để Đảng ta thực hiện các công cuộc đổi mới. Xin được cảm ơn những luận giải của hai vị khách mời về giá trị cốt lõi của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản cũng như là sự vận dụng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong nhiệm vụ xây dựng Đảng trước đây cũng như hiện nay. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị và các đồng chí chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Sau sự kiện Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ trong những năm 1989-1991, những lý luận gia và chiến lược gia tư sản hàng đầu như Brzezinski rồi Francis Fukuyama đã cho rằng chủ nghĩa tư bản là vĩnh cửu, là sự tận cùng của lịch sử. Điều này cũng có nghĩa chủ nghĩa tư bản là một xã hội tối ưu mà lịch sử nhân loại đã tìm thấy. Nhưng thực tế đã phủ nhận điều đó. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Mâu thuẫn giữa các nước giàu với các nước nghèo đang đi đến điểm đỉnh. Cuộc đấu tranh ý thức hệ mà người ta đang cố tình che đậy. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang trỗi dậy với các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ở Trung Đông, mà ẩn sau đó là những lợi ích kinh tế được toan tính. Không chỉ bộc lộ những bất công yếu kém của chủ nghĩa tư bản, mà còn là cơ hội để những người cộng sản và giai cấp công nhân toàn thế giới được rèn luyện và có bước trưởng thành hơn để gánh vác được sứ mệnh lịch sử mà xã hội trao cho. Và rồi, những mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội mới do các đảng cộng sản dẫn dắt trên cơ sở vận dụng sáng tạo học thuyết cách mạng của các Marx và Engels vào thực tế đất nước, thực tế thời đại đã vững vàng phát triển ở nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam. Đó là những minh chứng sống động nhất đang khẳng định những giá trị tư tưởng cơ bản của các Marx về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và con đường phát triển của nhân loại trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là hết sức đúng đắn, sáng tạo. Thế nhưng, vì động cơ chính trị hoặc vì những lợi ích đen tối, thậm chí chỉ vì muốn trở thành người nổi tiếng, mà một số kẻ đã lớn tiếng chê bai, phủ nhận, vu khống, xuyên tạc, hạ thấp học thuyết Marx, trong đó có tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Bằng cách cố tình cắt gọt,
thêm bớt viện dẫn những điều dối trá, để rồi nói rằng tuyên ngôn của Đảng Cộng sản không còn đúng với xã hội hiện đại, chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu. Có thể thấy là clip trên đã cho chúng ta thấy một phần nào những cái âm mưu xuyên tạc hạ thấp giá trị cốt lõi của tác phẩm tuyên ngôn của Đảng Cộng sản mà những kẻ cơ hội thù địch đã và đang thực hiện. Vậy vì sao họ lại làm những cái điều này, thưa đại tá Cấn Ngọc Luân? Trong tác phẩm thì Mác đã nói rằng là các thế lực nó đã bị ám ảnh bởi những bóng ma ám ảnh châu Âu, tức là khi mà tác phẩm tuyên ngôn cộng sản chưa ra đời thì nó đã bị trầm phá rồi. Cho nên là có thể nói như này, bản thân tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nó là cái cương lĩnh của giai cấp công nhân, của các đảng cộng sản. Thế thì cái việc mà hạ thấp, cái việc mà bóp méo, cái việc mà xuyên tạc tuyên ngôn cộng sản thực chất là xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp và muốn phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Các thế lực thù địch nó luôn luôn tìm mọi cách, bằng cách này, bằng cách khác, bằng các thủ đoạn để mà chống phá cái hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, từ tuyên ngôn cộng sản cho đến các quan điểm, đường lối, chính sách của các đảng cộng sản và công nhân trên phạm vi toàn thế giới. Và ở Việt Nam hiện nay cũng vậy. Mưu đồ là như vậy, mục đích rõ ràng là như vậy. Vậy thì những kẻ cơ hội và phản động đã thực hiện những cái chiêu trò như thế nào, thưa đồng chí? Có thể nói bằng mọi cách, mọi phương thức, mọi âm mưu thủ đoạn mà họ có thể thực hiện được, chưa từ bỏ một cái hình thức nào. Bắt đầu bằng việc xuyên tạc sự thật, nói xấu, bôi nhọ, đả kích, bài bác, phê phán, rồi thông qua các diễn đàn, hội thảo khoa học, rồi các đài phát thanh, rồi các tạp chí, rồi không gian mạng, vân vân, dựng lên các chiêu trò đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, rồi sự cáo chung của chủ nghĩa Mác sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, rồi phủ nhận thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga, kể cả thắng lợi của công xã Paris, và phủ nhận thành quả cách mạng 3 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Vâng, đại tá Cấn Ngọc Luân thì có bổ sung thêm gì không ạ? Tôi xin bổ sung thêm một chút đối với cái thực tiễn ở Việt Nam. Thì cái sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay nó rất tinh vi, và cái đối tượng mà nó nhắm đến thì nó rất là rộng rãi, nhưng trước hết chủ yếu là đối với học sinh, sinh viên, những cái thế hệ mà sẽ làm chủ tương lai của đất nước. Theo đồng chí thì cái sự nguy hiểm của những cái thủ đoạn này là như thế nào? Nó làm cho là các thế hệ trẻ không tin vào cái sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, không tin vào cái vai trò lãnh đạo của Đảng, và họ muốn thay vào đó là một cái lực lượng khác. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương có bổ sung thêm gì không ạ? Phải nói cực kỳ nguy hiểm. Nó thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, và thực hiện phi chính trị hóa, dân sự hóa lực lượng vũ trang. Như Thạc sĩ Cấn Ngọc Luân nói, trong xã hội ta xuất hiện một bầu không khí mới lạ, xa lạ với chủ nghĩa Mác Lênin, nhạt đảng, phai đoàn, chán nản với chế độ. Và cái đấy gieo vào thế hệ trẻ cái sự mất niềm tin, sự nghi ngờ về sự lãnh đạo của Đảng. Mà cái tệ hại nhất đấy là nó tung lên không gian mạng, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, và làm cho bầu không khí chính trị ở xã hội ta rối loạn lên. Trong cái sự nhận thức mơ hồ, lệch lạc của nhiều người và những phần tử cơ hội bất mãn chính trị ấy sẽ tập trung lại lực lượng để mà chống phá ta. Cái điều ấy dẫn đến gì? Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Và đó là cái điều mà một trong bốn nguy cơ Đảng ta xác định. Xin cảm ơn những phân tích, những luận giải của hai vị khách mời. Và thưa quý vị cùng các đồng chí, không thể phủ nhận được rằng chủ nghĩa Mác đã ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử nhân loại trong suốt thế kỷ 20 và cho đến hiện nay. Đó là một sự thật khách quan. Vào năm 1999, năm cuối cùng của thế kỷ 20, trong cuộc thăm dò bình chọn nhà tư tưởng lớn nhất thế kỷ do Đại học Cambridge của Anh tổ chức, kết quả là Mác đứng đầu. Tháng 7 năm 2005, với câu hỏi tương tự, trong một cuộc thăm dò ý kiến của chương trình Thời đại chúng ta trên kênh Radio 4 của BBC, 27,9% thính giả đã chọn Mác là nhà tư tưởng ưa thích của họ và vẫn là người đứng đầu.
Kết quả này không chỉ khẳng định giá trị lịch sử của chủ nghĩa Mác, trong đó có tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, một trong những văn kiện chính trị quan trọng bậc nhất trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác, một văn kiện đã đặt nền móng cho cuộc đấu tranh tự giải phóng mình của phong trào công nhân và giai cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản chân chính sáng tạo, mà còn khẳng định những giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại và tính cương lĩnh của tác phẩm lý luận giàu sức sống thực tiễn này. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.